Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Và trước những cái mong muốn của anh chị mình muốn tìm hiểu về những cái bộ môn liên quan đến tướng diện, thì trong đó tôi thấy rằng là cái phần liên quan đến tướng tay nó rất là hữu ích cho chúng ta trong cái việc mà nghiên cứu những cái mối quan hệ hoặc xây dựng cho mình được những cái ekip làm việc tuyệt vời và hiểu về bản thân mình cũng như là hiểu về đối phương để chúng ta nắm bắt những cơ hội và thành công. Anh chị lưu ý, trên tay thì cứ 6 tháng đến 1 năm thì cái đường chỉ tay chúng ta lại thay đổi một lần. Vận thế chúng ta nó lại biến đổi và chúng ta lại có thể căn cứ vào đường chỉ tay này để nắm bắt được những cơ hội và những quan điểm về xem tay cho con gái thì xem ở tay phải, xem tay con trai thì xem ở tay trái, thực tế có phải là như vậy hay không. Và các cái đường chỉ tay, 14 cái đường chỉ tay trên tay thì nó biểu thị những đường gì và những ký hiệu đặc biệt trên tay như thế nào. Thì qua cái học phần hướng dẫn cái cách xem chỉ tay và ứng dụng cái việc xem chỉ tay trong cái việc lựa chọn được ekip, lựa chọn được nhân sự, lựa chọn được người hợp tác làm ăn và lựa chọn được bạn đời của tôi, sẽ hướng dẫn anh chị, tự anh chị có thể thực hiện và xem được chỉ tay cho mình cũng như là xem được chỉ tay cho những cái người bạn thân. Và tôi hy vọng rằng với khóa học này sẽ giúp ích phần nào trong cái việc mà giúp anh chị ứng dụng những giá trị của văn hóa phương Đông từ ngàn năm nay để lại, để anh chị có được cuộc sống viên mãn, thành công và tài lộc hơn.